6 cặp thí sinh tranh tài tại Gương mặt thân quen 2022. Chương trình Gương mặt thân quen 2022 vừa chính thức hé lộ 6 cặp thí sinh sẽ tham gia thi đấu song ca. Sau khi công bố hai nghệ sĩ đình đám đầu tiên sẽ ngồi ghế nóng là diễn viên Đại Nghĩa và ca sĩ Hòa Minzy, chương trình Gương mặt thân quen đã chính thức xác nhận 6 cặp thí sinh sẽ tham gia tranh tài tại sân chơi này gồm Quốc Bảo, Trần Sĩ Luân, Kim Thành TDA, Nguyễn Gia Như, Trịnh Tú Trung, Bùi Lý Bảo Ngọc, Phạm Lịch, Nguyễn Ngọc Khánh Chi, Phượng Vũ, Đặng Khả Hân, Đặng Thái Bình, Phạm Nam Phong. Với những màu sắc đa dạng và cá tính đặc biệt, 6 cặp đấu hứa hẹn mang đến các màn tranh tài mãn nhãn và đầy kịch tính. Với phiên bản song ca hoàn toàn mới, một đội chơi sẽ bao gồm 2 người. Trong đó, 6 huấn luyện viên sẽ là những nghệ sĩ đã có kinh nghiệm, hỗ trợ dẫn dắt 6 thí sinh nhỏ tuổi để tiết mục màn hóa thân thành các nhân vật nổi tiếng tại Việt Nam và thế giới thêm bùng nổ, khiến khán giả bất ngờ. Cặp đôi khủng đầu tiên là Trịnh Tú Trung và Bùi Lý Bảo Ngọc. Nếu Trịnh Tú Trung là một nghệ sĩ đa tài, hoạt động đa dạng trong lĩnh vực nghệ thuật từ nhạc sĩ, diễn viên thì Bùi Lý Bảo Ngọc cũng là nhân tố tài năng nhỏ tuổi. Giọng ca nhí này từng gây ấn tượng khi đi hát từ lúc 3 tuổi và ắm về nhiều giải thưởng. Tài năng và từng là thí sinh mạnh trong đội Big Daddy, Emily tại cuộc thi giọng hát Việt Nhí. Trong khi đó, MC Quốc Bảo sẽ là huấn luyện viên cho giọng ca nhỏ tuổi Trần Sĩ Luân. Trần Sĩ Luân sở hữu giọng hát đầy cảm xúc cùng khả năng vũ đạo thuần phục. Còn cặp thứ ba là giọng ca gốc Bắc, Kim Thành TDA cùng ca sĩ Nhí Gia Như. Từng là Á quân Gương mặt thân quen 2018, Kim Thành TDA cùng Gia Như sẽ mang đến những màn hóa thân hứa hẹn bùng nổ sân khấu. Cặp thứ 4, tranh tài tại chương trình Gương mặt thân quen 2022 là giọng ca nhỏ tuổi Triệu View. Nguyễn Ngọc Khánh Chi nổi tiếng với giọng hát có khả năng lấy nước mắt người nghe khi thể hiện những ca khúc về tình mẫu tử. Huấn luyện viên của cô bé sẽ là vũ công Phạm Lịch, vũ công được yêu thích bởi những vũ đạo điêu luyện ở nhiều thể loại khác nhau. Cùng với đó, cặp thí sinh thứ 5 là ca sĩ Phượng Vũ và học trò Đặng Khả Hân. Cuối cùng là cặp cô trò Đặng Thái Bình và Phạm Nam Phong. Cả hai có điểm chung là đều gốc miền Trung nên được kỳ vọng sẽ mang lại màu sắc riêng cho sân chơi lần này. Đặng Thái Bình từng là học trò của Tóc Tiên và trở thành Á quân giọng hát Việt 2018. Đối gót thầy của mình, nữ ca sĩ xinh đẹp hứa hẹn sẽ dẫn dắt Nam Phong trở thành giọng ca ấn tượng và ghi điểm cao tại cuộc thi. Với phiên bản song ca, chương trình Gương mặt thân quen 2022 sẽ không chỉ mang đến cho khán giả những phần hóa thân xuất thần mà còn là nỗ lực đổi mới về nội dung với các căn, phòng, cảm xúc, nơi các thí sinh sẽ trải lòng về hành trình trải nghiệm của mình qua từng tuần thi, thoải mái, lo lắng hay mạo hiểm. Đặc biệt, với những thử thách đầy bất ngờ từ căn phòng đặc biệt này, người đồng hành của các thí sinh hoàn toàn có thể thay đổi. Từ đây, chặng hành trình trưởng thành của mỗi thí sinh hứa hẹn sẽ trở nên vô cùng thú vị và hấp dẫn. Chương trình sẽ phát sóng tập đầu tiên vào lúc 21 giờ 15 phút thứ Bảy, ngày 5 tháng 11 tới trên kênh VTV3.